Theo bác sĩ thì tần suất như thế nào được gọi là bình thường và tần suất như thế nào thì nó gọi là bất bình thường à? Cái con số mà bình thường á, nhiều bạn cũng hay hỏi Dạ. bác sĩ Tân lắm. Thì có nhiều bạn lại đưa ra những cái khái niệm như là quy tắc số 9, rồi một tuần ở độ tuổi 20 mấy thì làm mấy lần, rồi 30 mấy là mấy lần. Thật Dạ. sự nó không có một con số rõ ràng cụ thể đâu, nhưng mà tuy nhiên theo nghiên cứu của những cái khảo sát ở ở nước ngoài đó, thì người ta nhận thấy thì cái tần suất khoảng 2 tới 3 lần đối với một người nam giới bình thường đó là có thể chấp nhận được. Dạ. Còn như thế nào thì mình gọi là bất bình thường ha bác ha? Một số cái trường hợp đó là bác sĩ thấy là có hiện tượng là nghiện thủ dâm hoặc là Dạ. quá lạm dụng cái việc thủ dâm này, là cái việc mà người nam giới người ta hay có nhu cầu tự sử, có bạn tự sử khoảng 4 đến 5 lần trên một ngày, hoặc là một một ngày các bạn đó phải phải ít nhất thủ dâm một lần. Nếu mà không thủ dâm thì các bạn không cảm thấy tập trung được, mất bình tĩnh và các mối quan hệ của xã hội của các bạn không còn gắn kết được. Dạ, cảm ơn bác sĩ.